Bây giờ là mình đang trên đường số 4 thì đường số 4 hiện nay cũng đang ngập rồi. Để các bạn thấy thì mình đang di chuyển, cái này là mới ra khỏi Nam Bên tầm 10 phút. Bắt đầu người ta là, các bạn thấy bên trái không? Đó, nước ngập, bên phải nước ngập thì bây giờ người ta dựng ra cái rào chắn rồi. Nãy giờ xe nó kín mít luôn nên không quay phim được. Bây giờ mình mới qua được cái đoạn nước ngập nè. Đó, trời ơi, nước ngập quá trời luôn. Tại vì mọi người cũng phải thông cảm là Campuchia bây giờ là người ta đang xây dựng lại toàn bộ các tuyến đường hết. Rồi tuyến đường cũ thì nó cũng hư hại, rồi trong thời gian xây dựng thì nó cũng không có hoàn chỉnh. Nhưng mà đỡ rồi, tính ra ngập có một đoạn đó thôi. Nãy giờ thì trên đường mà từ thành phố ra đây thì cũng ngập rồi, lúc nhúc vậy, xe cũng nhích nhích đi mà đỡ. Hôm nay chỗ này ngập lớn hơn. Nãy như là cái máy phim nó quay không được thì sao á, nó bị báo lỗi thẻ rồi. Bây giờ thì trước mắt mình là cái đoạn thượng thẳng, tha hồ mà chạy. Quốc lộ 4 này thì là một cái đường thẳng từ Phnom Penh đi tới thẳng Siem Reap. Nên cái đường này giống như đường huyết mạch vậy đó. Tại Siem Reap là một cái cảng lớn, giống như là mình suy nghĩ là Hải Phòng đi. Cái cảng Hải Phòng là cảng lớn, thì Hà Nội là một cái trung tâm. Thì cái đường mà Hải Phòng với Hà Nội rất là nhiều xe. Nhưng mà được cái là ở Sài Gòn thì có nhiều nhánh nữa, nhưng mà ở đây nó chỉ có một đường huyết mạch này thôi. Nên tất cả lưu lượng xe là tập trung ở đây hết, nên đường này nó gọi là kẹt xe liên tục. Rồi bây giờ hình như qua đây đoạn này nước ngập hết rồi nè, cái bản báo hiệu rồi nè. Rồi thác không mà chạy. Bây giờ mình sẽ quyết định là mình chạy đến ngã ba hướng đi Siem Reap. Từ cái ngã ba đó mình quẹo đường đi Co Công, rồi từ Co Công đó mình nghỉ một đêm, sáng mai thì mình mua hải sản, rồi sau đó mình chạy lên Vèo Văn chơi. Giờ mình mới qua khu kia thì vô khu này không biết sao mà nó kẹt xe hay sao, nước ngập hay sao, xe ta chết máy quá trời. À, mọi người thấy thì bên trái là nước ngập rồi, giờ mình đi thẳng vô xem sao nữa. À, xe này nhỏ hơn mình nữa nè, sao xe này chạy xăng, nó đâu chạy điện đâu. Xe mình chạy nguyên cái bình điện mà không hư rồi. Cái xe mình này là xe, cái này là hybrid, là xe xăng lay điện đi. Cho nên điện nó ở sau lưng xe mà nước vô cái là nó bị chập mà. Hôm hổm mình không biết mình rửa xe hay đi mưa vậy đó, nó cũng chập thay nguyên cái bình điện luôn. Không, vừa giờ cứ đi chậm chậm. Đó, xe máy người ta cũng chết máy rồi kìa. Nhích nhích từ từ, cái nào không có nước chảy. Rồi chiếc xe lết sệt nó chạy vô nước luôn. Hay xe nó cao. Không sao, chạy giữa đường đâu có đỡ. Đây video này để mọi người nhớ nha. Năm 2020 thì đường nó xấu không đẹp, thì 10 năm sau em coi lại mình cảm thấy ô đường đẹp quá thì mình nhớ cái thời gian này. Ở đâu cũng vậy, Việt Nam ngày xưa cũng vậy mà. Bên phải là cái trường quân đội mà nó ngập nước luôn, không biết sao vô. Đó, ở đây không sao, ở đây không sao. Ở đây không ngập quá. Rồi, qua đây. Ở đây chắc nó không có làm hệ thống cống á ha. Nước rồi nó ngậm rồi, đời đất thấm vô, biết bao giờ thấm. Khu bên trái thì bên mây đông người ghê luôn. Khu này đông người. Chà, ngập nữa rồi. Ngập nhiều không? Trời ơi, xe nó chạy cả trời ơi, đi tắm luôn. Không, một bên nè. Ngập một bên nè. Xe ngập một bên không sao, chạy được, chạy được. Thank you.
chạy ra thành phố cũng 20 km rồi vẫn còn nước, xung quanh là nước. Cái này con đảo nha, nếu mà mình đi lên vùng Bắc Campuchia là cái khu mà vực mà biển Hồ Mekong, trời ơi, nước màu là nước thâm thẳm luôn. Thì sau chuyến này thì mấy ngày mình nghỉ mệt, mình làm xong, mình làm việc xong, cái kỳ sau mình sẽ đi cái khu vực nước ha, quay cái đoạn này cho nước bao la luôn, nước vô tận. Qua đây thì đường nó nhỏ lại, đường này thì chắc còn cách xe nút khoảng chừng 100 cây nữa, 100 km nữa, ngoài đường thì bắt đầu nhỏ. Chạy xe máy thì sẽ nhanh hơn, chạy xe hơi thì phải chậm, thì xe container rồi xe bự bự nè, nó chạy chậm mình đâu chạy, mình phải chạy chậm theo chứ, qua mặt đó, đường nhỏ xíu qua mặt cũng khó lắm. Trời ơi, anh ơi, chạy từ từ. Rồi chiếc xe 50 chỗ nó chạy quá trời. Đường nó nhỏ. Mới vừa qua được cái gì ta, Kampong Speu. Đúng rồi. Định chạy vô cái chỗ núi gì, Euro, nhưng mà núi cao của Campuchia, nhưng mà bây giờ là 2 giờ rưỡi rồi. Sợ vô nữa rồi cái tới Con Công cái là không còn thời gian nữa. Nếu muốn đến cái núi đó phải phải chạy vô vô được cái núi đó. Cái núi đó ở dưới chân núi thì người ta trồng hoa rất là đẹp, nguyên cái vũ cánh trồng hoa luôn, chờ đâu chụp nút là đúng bài. Chỉ toàn là mưa và mưa, mưa khắp nơi, mưa suốt. Ở đây thì mình còn cách núi Kirirom khoảng chừng 15 đến 20 km, cách thành phố Sinuk khoảng chừng 50 km nữa, cách ngã ba quẹo từ Sinuk đi qua Con Công khoảng chừng 30 km hơn. Trời mưa quá, mưa. Là mình đang chạy tới cái tâm mưa nữa, thì tâm mưa này các mình có lẽ mình sẽ đoán là nó nằm ở ngay thành phố Sinuk luôn, nên mình càng đi tới phía trước mình thì càng mưa nhiều hơn. Đường thì xe cộ nhiều, chạy chậm mà mình cũng phải chạy chậm theo, mình cũng không có chạy nhanh được. Trời, bây giờ là mưa tối tầm mặt mày luôn, mưa suốt nãy giờ. Và chiếc xe này nó cứ chạy chậm mà qua mặt nó rất là khó. Mưa trời mù, trước không biết xe nó nằm ở đâu, nó không dám qua.
nó chạy rề rề đó, nó khó chịu ghê luôn. Trước mặt lúc nào cũng có xe qua đó. Phải chịu trận đó, phải chạy xa đuôi đó. Người xa lưng mình cũng nguyên một dãy xa đuôi cũng đang bám đuôi mình đó, nó cũng muốn qua mặt xe khác đó. Rất là khó qua, nó qua đâu được đâu, nó cũng lấy vô, khó quá. Bây giờ thì đường kẹt xe rồi, đông quá trời luôn, chạy không được nữa, nên bây giờ thôi ăn trong xe luôn. Thì tại tụi mình đi du lịch á, là kiểu như là du lịch rẻ tiền á, nên đồ ăn chuẩn bị trong xe rồi dừng lại bên đường xe. Đi chậm lắm, trời mưa rồi xe người ta chạy chậm, mình cũng chạy chậm theo, mà qua mặt á thì mưa trắng xóa, rồi xe khác thì nó tối dùng dập luôn, còn khả năng qua mặt lại không có. Có mấy chiếc xe thì Range Rover á, hay là Lexus thì nó rất là mạnh, thì nó véo một cái qua lường, như xe mình thì yếu hơn, nên cái cự ly qua với là một phần nguy hiểm lắm. Mình đi với gia đình thì mình chơi từ từ mà, không tới sớm tới muộn chút xíu cũng chơi được, mà đi thì nó hơi nguy hiểm. Giờ thì ở trong đây là ăn bún bò, hồi sáng ăn bún bò rồi. Đây là cái phần bún bò. Bỏ vô luôn đi. Rồi, bỏ. Ăn trong xe ở ngoài mưa rồi nghe nhạc á, thích lắm. Ăn không? Ăn đi. Ăn à, không ăn hả? Ờ. Ngon quá hả? Mình không ăn, ba ăn nha. Ok, mình uống sữa nha. Mami. Ở đây á, có tiệm bán Việt Nam bán bò. Rồi cái gì không bằng ở đây, không có gì không bằng Việt Nam đâu. Tại ở đây người ta la tạp à, ăn nó kỳ kỳ cho. Nhưng mà không có lựa chọn nữa. Mình ăn chút xíu nha, lát hồi chạy tiếp, bye bye. Minh, bye bye. Bye bye con, bye bye. Là mình thấy chiếc xe nó chở cái nhà. Và trên cái nhà đó là có một người à, các bạn thấy không? À, chắc cái thằng đó là nó ngồi trên ở trên chiếc nhà, nhiều khi đang chạy gió thổi cái nhà bay thì rớt, nó la là để rớt dừng lại. Nguy hiểm ha. Kệ nó kìa, đó các bạn thấy không, áo đen đen sát gần gần lại cho thấy nè. À, đó nó ngồi trên đó và trời mưa nó gió lạnh nữa, trời ơi tội nghiệp ghê luôn. Ở Campuchia khi người ta mua nhà người ta sẽ ship bằng như vậy nè, còn ở Việt Nam mình á, tức giống như là ở chủ cái kho người ta đóng sẵn một cái này luôn, khi cần là người ta ship, là ship một đống này luôn đi qua. Còn ở Việt Nam mình á, nó không có chạy như vậy, cho nên rất là cực, mình phải tháo rời ra từng mảnh nhỏ, mình để lên chiếc xe tới nơi mình ráp lại. À, còn ở đây thì nó chở nguyên chiếc xe rồi tới đó thì nó có cái cẩu á, cái cẩu nó khiêng xuống thôi. À, thì nó đỡ cái công lắp ráp mà nhanh, mua là có liền. Còn ở Việt Nam qua lắp ráp, ở lắp ráp hả, 3 ngày 4 ngày chắc mới có. Ừ rồi tao qua lắp ráp từ từ. À, thì vật giá có thể đội lên, con này tao ráp sẵn hết rồi, ví dụ như thích ở nhà này đẹp rồi mua nhà này rồi nó ship tới nơi luôn nha. À, mà nói chung thì ra đường ship về thì cũng rất là nguy hiểm, giống như các bạn thấy cái mái ngói không. Đó, cái mái ngói mà lỡ mà ví dụ mình không nói chạy bình thường không sao, tự nhiên bất thình lình gió ở đâu vu tới thì nhiều khi xe nó rung rinh ha, nó bay luôn á. Mà thì chắc người ta cũng có cột, nhưng mà mình nói trường hợp giống như là xui xẻo ấy, sao á, cái tự nhiên gió mạnh quá cái dây nó đứt luôn, bay của cái bay nhà này luôn ha, nguy hiểm ghê luôn đó. Nhưng mà như vậy á thì cái thằng ngồi trong là nguy hiểm nhất, nó sẽ bay luôn cái thằng này đó. Không biết mấy thằng, một thằng hay hai thằng ta, con thằng à. À, mai mốt mình sẽ lập lại những cái clip này nhỏ nhỏ này nè, mình ghi là những điều kỳ thú ở Campuchia. Giờ nãy giờ chạy chưa tới rồi chán luôn á, mới qua mặt được chiếc xe kia, giờ dưới xe này, bây giờ xe liên tục tới vút qua không dám qua. Này mình chạy mình hơi an toàn,
Hồi xưa trẻ trẻ thì chạy nhanh, bây giờ thì mình chạy mình chiều hướng mình chậm lại, mình an toàn hơn một chút xíu. Rồi qua được rồi nè. Trời ơi, đường trước nó thoáng đãng gì đâu. Hiếm lắm mấy cái đoạn mà xe nó rộng vậy á. Rồi, tha hồ. Bây giờ là xuyên qua mưa luôn. Chắc mình cách cái ngã ba xuyên nút đi, có công mình cách ngã ba đến chắc còn khoảng chừng mười mấy cây nữa. Tầm 20 cây nữa. Để hợp coi ra bản đồ GPS. Thì chắc cũng gần tới rồi. Mưa đẹp, lại mưa. Lại mưa. Bây giờ là cái đường nó thoáng hơn rồi mọi người. Bây giờ là chuẩn bị tới ngã rẽ rồi. Nãy giờ đường chật quá, là bất mãn quá. Vô PTT ra xăng á, uống xăng rồi uống cà phê, ngồi chơi chút xíu cho xe nhàn nhàn bớt giờ đi. Giờ thì đường nó bản rồi, để chạy nhanh đường nãy chạy cũng 80-80 hết rồi. Trời, nãy trong khi chạy toàn 40-50-60 qua xe không được luôn. Giờ ra đây thoáng đạn. Giờ tha hồ phóng. Lát hồi mình rẽ qua đường Cao Công ấy, thì cái chỗ đó còn khỏe nữa. Trời, không có xe chạy tha hồ luôn, mưa đường cũng đẹp luôn. Mà tiếng cái quay phim lại khó, tại vì trời nó tối. Nên mình sẽ nhắm mình quay được cái gì, mình quay để mình cho các bạn xem ha. Để mai mốt mà có dịp qua đây thì biết được cái cung đường này, đi nó cũng dễ. Đây là chuẩn bị tới cái ngã rẽ rồi. Mình cho bán đồ báo còn khoảng chừng 5 cây nữa, 5 km nữa. Trong xe này thì luôn có music à, yên tâm nha, nếu có music không bao giờ buồn đâu. Music này miễn phí, không cần phải tốn internet mạng 3G nữa, tự hát luôn. Ở đây mưa chút xíu rồi hết mưa, rồi chút xíu mưa tiếp, cứ liên tục vậy đó. Ở chỗ này hết mưa, chúng ta hồi chuẩn bị nè, có lẽ như ta chuẩn bị mưa lại đó. À, bây giờ hiện nay là 4:30 chiều, 4:30 chiều rồi. Sao chắc mình sẽ nghĩ cố gắng thiết kế phải đi bằng xe máy thử một chuyến xem ra sao. Đây là mình tới cái ngã ba để rẽ vào tỉnh Cao Công. Các bạn thấy không, cái bảng chữ là Welcome to Cao Công Bridge. Đây, chào mừng đến với tỉnh Cao Công. Bây giờ mình chạy thêm khoảng chừng 160 km nữa là sẽ đến tỉnh. Thì cái tỉnh Cao Công này nè, là nó nằm kế biên giới của Thái Lan luôn. À, nếu mà không có dịch Covid á, thì mình đến biên giới thì mình lấy xe, tài xe mình là xe Campuchia, mình chạy qua Thái Lan những đường. Thì khi qua ba biên giới chỉ cần đăng ký công an ở bên đó là người ta cho chạy, nhưng mà chỉ chạy được các tỉnh vùng biên, vùng ven biên giới thôi. Còn nếu mà mình muốn chạy vô sâu hơn nữa thì mình phải đăng ký với một cái công ty du lịch ở Thái để người ta bảo lãnh mình. Thì ở bên Thái thì ta lái nó ngược nên nó khó lái so với lại mình hơn. Nhưng mà hiện nay thì Covid thì đóng cửa rồi. Nếu mà không có Covid á thì mình đi vẫn được. Thì vài tháng nữa khi mà cái dịch Covid nó hết á, người ta bắt đầu mở cửa lại biên giới này nọ, tự do giao thương á, mình đi sẽ dễ dàng hơn. Lúc đó mình sẽ video review cho các bạn biết được cái cách đi từ Việt Nam rồi qua Cao qua Thái đó. Các bạn thấy cảnh đẹp không? Tiếc là bây giờ là 5 giờ, chút xíu nữa lên núi là đèo đẹp lắm, thì lại quay phim review các bạn coi lại không được. Tiếc thật, bởi vì kẹt xe quá trời kẹt xe luôn. Các bạn thấy nãy giờ đó, đi đâu mà xe, mà xe liên tục luôn, mà đường nhỏ nhỏ đâu có vượt được đâu. Ở đây thì chẳng có xe, đường nó hoang vắng,
Tại vì cái tỉnh có công này á, nó cũng rất là biệt lập. Nó nằm cách xa cái đường mà quốc lộ của quốc gia đó, nó tới 160 mấy km. Thì mà đường lại khó, núi đèo, giống như là mình ví von là từ Nha Trang mình lên Đà Lạt đi, đường đèo vậy đó. Đó, nhưng mà nó lại khó đi, rồi giao thương lại khó, thành ra là nó lại giống như một cái sự cách ly vậy. Nên cái tỉnh vùng ven Công Công thì người ta giao thương buôn bán với lại người Thái thì nhiều. Năm bên thì cũng có nhưng mà có vẻ như là ít hơn. Nên đồ ăn ở Công Công thì nó hơi mang hơi hướng ẩm thực của người Thái, các món của người Thái nhiều. Bây giờ là 5 giờ. 5 giờ mà lá hồi mình lên đèo thì chắc cũng là trời sắp tối rồi, tiếc ra luôn. Thì mình sẽ cố gắng được quay được những cái video nào càng tốt để cho các bạn xem nha. Trước mắt mình là mấy công ty xe du lịch nè, của Vinh Bình Thành chạy về nè, xe người ta chạy về. Đường thì tốt, người ta mới sửa lại, không có bị ngập mà cũng không có bị hư ổ gà như là cái đường quốc gia. Nên cái việc chuyện cái việc mà chạy xe đây thì nó không có khó khăn, rất là dễ. Chỉ cần chú ý xe cộ, chú ý xe máy thôi, mình chạy được rồi, rất dễ. Sông này nè, là mình sẽ ra được cái cửa biển. Ở đây cũng có nhiều quán nhậu lắm, nhưng mà tại biển ở đây á, thì không có tắm được, tại biển ở đây là pha với xịt, nó dơ. Nhưng mà nếu mà bên phải mình á, là mình đi theo bên phải thì sẽ lên cái thác, gọi là thác Tháp Hai. Thì cái thác đó rất là đẹp, từ cái thác đó nó đổ nước xuống đây. Nhưng mà ở đây thì còn góc xa lắm, thì lát thôi mình chạy cái góc Tháp Hai á, sẽ quay video ở đó.
bây giờ là trời nó về chiều luôn rồi. Bây giờ là nắng gần 6 giờ chiều, mình chuẩn bị vô đèo Cò Công. Thì cái đèo này thì nói chung nó cũng không nguy hiểm, vì nó lên cao nó xuống thấp thôi, thì nó cũng hơi dài mà nó nối tiếp nhau liên tục, mà không có quẹo như là đèo Bảo Lộc gì của mình đâu. Nó cũng là lại nhưng mà cái cảnh nó rất là ngoạn mục, và cái cảnh nó là ngay cái vực luôn, nó nhìn đẹp lắm. Nhưng mà bây giờ nó trời tối rồi, không biết làm sao video cho rõ được. Nếu mà video không rõ thì khi mà mình quay về đó, mình sẽ quay cái đoạn này để cho các bạn ngồi, các bạn có thể xem. Chuẩn bị, các bạn thấy cái dãy núi trước mặt mình không? Đó, là dãy núi Cò Công, là mình vô luôn đó. Ở trong đó là có thác Tha Thai, thác Tha Thai là thác nước rất nổi tiếng ở đây. Thì qua khỏi cái dãy núi đó là cái tỉnh Cò Công luôn, là ngay vô thành phố Cò Công luôn. Thì từ đây mà vô thành phố Cò Công còn khoảng 100 km nữa, mình đi được nãy giờ là hơn 60 km rồi. Nãy giờ đi chạy thì nhanh, chạy nãy giờ chưa tính tiếng đâu, chạy nãy giờ 80-90 không à. Còn đường lớn ngoài trời ơi, nó chạy lâu quá, lâu cái gì luôn. Bây giờ là mình bắt đầu là xe chạy lên đèo Cò Công. Bây giờ là trời sắp tối rồi, 6 giờ đúng. Thì đường đèo ở đây thì nó dài như khoảng 30 mấy km. Mà tính ra thì cũng không nguy hiểm, thì nó không có gấp khúc. Nó chỉ là lên xuống dốc liên tục thôi, rồi đường vắng giống như chạy trong rừng vậy đó. Chẳng sao, mình chạy từ từ đó mà cũng đến. Có lẽ là dự tính của mình là đi cái này là lúc này là khoảng 4 giờ, nhưng mà kẹt xe tầm 2 tiếng, thành ra bây giờ là 6 giờ là cái cảnh nó hết còn đẹp lung linh rồi. Hơi tiếc, quá tiếc luôn. Mới vừa qua chỗ địa phận Kirisako là cái nơi căn cứ quân sự mà bây giờ là Trung Quốc họ chiếm rồi, họ đang xây dựng ở đó, nên ở đó không cho người nước ngoài vào. Người Campuchia vào thì được, nhưng mà mình thì người nước ngoài nên vào cũng rất là khó khăn. Chỗ đó thì bây giờ biển đẹp lắm. Đó, các bạn thấy không, trước mắt mình là đèo, mình lên dốc liên tục như vậy mà xung quanh là rừng. Chiếc xe này đi để cho cái cảnh nó rộng, các bạn nhìn cho dễ nha. Đó, cái cảnh nó thoáng ra ha. Đây là tốc độ cho phép chỉ là 40 km thôi. Mình đang chạy thì 60, để giảm tốc độ lại chút xíu. Thank you.
trước khi có cái đèo này không biết ta đi sao ta, chắc đường đi nó khó là đi xuyên rừng hay sao. Chạy bằng thắng mà nó chạy bằng số, nó để số 1 nó chạy thôi, chứ nếu chạy bằng thắng á, thì nó sẽ bị trái vô thắng. Khi xuống dốc thì xe tải nó còn nó nặng, nó cũng chạy chậm mà, lên cũng chạy chậm, xuống cũng chạy chậm, để số 1 và số 2 nó chạy tùy theo cái dốc. Xe mình thì nó nhỏ thì cái sự trái vô nó giảm hơn, xe kia nặng nó trái vô nhanh lắm. Xong để mua đồ ăn xong thì chắc là
về khách sạn rồi nghỉ mệt luôn, ngủ luôn. Thì cái khách sạn mình ở ở đây là giá là hình như là 20 đô một đêm. Đây, khách sạn đó bên đây, đi bên phải đây nè, chạy vô đây nè, không? Đây là đúng không? Đúng không? Đấy, đúng rồi, khách sạn nó đây nè. Bây giờ thì bây giờ mình chạy ra mua đồ ăn trước đi. Đây, chỗ này cũng bán cơm quá trời luôn nè, không? Hay mua cơm đại đi ha. Vậy giờ là... bây giờ mình vô khách sạn trước hay là mình mua cơm trước? Vô khách sạn trước ha. Cho con ngủ hả? Ừ. Kế bên luôn đúng không? Rẻ nữa. Coi mai để dành cái mình ăn cái ngon ngon ha. Rồi khách sạn mình thì nó tên là gì? Cò Công luôn. 20 đô một đêm. Nati hả? Đây. Dễ nhớ lắm, cũng ngay chợ luôn. Nati Cò Công. Ok. Xe đây luôn. Ok. Hôm nay cũng đậu đây. Bây giờ mình tới đây. Mình chuẩn bị check-in khách sạn. Thì khách sạn này khách sạn Nati. Nati Cò Công. Rồi bây giờ thì xe thì mình đậu ở đây. Đợi ông bảo mình vô nói chuyện á thì mới được. Bây giờ mình vô. Đập răm phương mạng. Ông mình discount không? Ông mình discount. Ok, để mình mới phát sản để 20 đô một đêm. Mình sẽ trả tiền trước. Ok. 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 Giá khách sạn là 20 đô. 20 đô. Tầng số 3. Ngủ. Vậy rồi. Cứ vậy thôi. Vậy giờ có buồn ngủ. Đây nó không ghi gì. 315 đúng không? Không phải, phải 315 bên đây. 315 thì hướng này, thì 3 là 9, 311, 315 đây nè. Ở đây không có 313, 3 quốc thẳng 315 luôn. Ở đây thì cái hệ thống smart luôn, cảm ứng từ. Rồi bây giờ mình đã đến khách sạn rồi. Đó, 2 phòng. Ê, 1 phòng này giá trị là 20 đô, 2 giường. Nhìn cũng sạch sẽ. Ok. Mình xem. Có tivi nè. Tivi này không biết tivi gì. Có tủ quần áo luôn. Từ cái view ban công mình nhìn xuống này được. Nhìn xuống cái chỗ đậu xe của mình. Hai cái giường cũng sạch sẽ lắm. Giường cũng sạch nữa, ra cũng sạch nữa. Có máy lạnh luôn nè. Ok. Giờ mình coi nhà tắm xem. Nhà tắm này cũng sạch sẽ ha. Đó, có giờ sen. Nóng lạnh nè. Ok, mình nghỉ ngơi xíu. Bây giờ là cả nhà mình đi bộ ra quán ăn hồi nãy để ăn kêu đại gì đó ăn. Lái xe tính ra từ hồi 11 giờ đến giờ là 8 tiếng luôn á, liên tục luôn. Bây giờ mình ăn cái gì ngon ngon.
Ở đây thì không khí có vẻ hơi lạnh một chút xíu. Nó hơi lạnh nhẹ thôi, chắc là mới mua xong chứ không phải quá lạnh. Cảm thấy nó mát. Ngày mai thì mình ra biển sớm và mình ra cái cảng cá để mình mua đồ ăn. Rồi mình ở đó thì mình lựa được những cái đồ rẻ, hải sản rẻ lắm. Tại vì kia nó đánh bắt lên là mình mua liền luôn. Nhưng mà đó phải mua bằng bạc Thái, chứ ở đây không có sử dụng tiền của Campuchia nữa, mà sử dụng tiền của Thái Lan. Ok, đây là xung quanh cái chỗ bán. Mình kiếm lựa, mình vô quán cơm đi. Mình coi ở đây có quán cơm gì. Đây nè. Ồ, có nhiều quá ha. Có cá nè, cá mật ốc, canh chua, ồ cá nấu qua. Họ có mật không? Ồ, min mật có đâu. Cái? Min mật ạ? Mật, đây min mật ạ. Mật miên là min mật trà. Mật trà hả? Mật trà, tôi bỏ được. Ok. Cô nói nào bạn? Cô nói nào bọn con? Con chê với. Cô đi bạn đó. Chà ba mà, con để trong á. Ok, tôi ta. Ở đây thì mình kêu mực. Mực xào ha. Mực xào, mực cha. Ở đây mực cha, mực xào. Có canh đậu hoa. Rồi có cá mà bánh cá. Bên đây thì người ta nấu ở đây. Chắc mình kêu gì kêu đó. Ok, mình vô quán rồi. Nó không chịu ăn cơm, nó đậu uống sữa. Nên mặt nó buồn hiu kìa. Ở đây có canh đậu hoa nè. Chắc giờ mình kêu canh đậu hoa. Ở đây mình coi kỹ lại coi. Ở đây là canh sườn, canh gà. Nhiều quá ha. Dùng camera lên đúng không? Ông ấy mẹn. Ơ bạn ơi. À cái đồ xào ha. Mình kêu cái gì, bắt đầu bên đó người ta xào. Ông ấy. Bây giờ mình đi qua, mình đổ tiền bạc ở ngay chỗ Win này. Ok, mình vô mình hỏi người ta coi bao nhiêu tiền bạc. Đây là Win-Win. Đúng rồi, nâng hơi. Nâng hơi. Ờ đói. Bây giờ hiện nay là tỷ giá là 1 đô la là bằng 31 bạc. Cho nên bây giờ mình đổi 100 đô. 100 đô thì ra là 3.116 bạc, nhưng mà ở đây người ta tính chỉ là 3.100 bạc thôi. Tức nghĩa là người ta phải ăn 16 bạc Thái. Thì cái đó là cái tỷ giá khi mà đổi qua đổi lại thì người ta sẽ ăn như vậy. Ok. Mà con rồi, con mà con rồi, đi đọc rồi, con đi đọc rồi, thử đấy. Mà bay con rồi, thử đấy. Bay con mới hỏi á, đúng á, thấu á. Thấu á. Bay hỏi mà là bia. Ok. Thấu á. Ok. 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 Ok.